Chào mừng các bạn quay lại đến với Weaving Spectator. Vậy thì hôm nay thì mình sẽ làm loại cái loại cuối cùng, đó chính là loại Yellow Shade, hiền nhân cao tuổi. Đây là loài máy bay chiến đấu cuối cùng rồi. Bắt đầu thôi. Khi đánh bài kỳ thù hoặc là đánh bài boss, nó có thể là biến thành vàng thôi. Nâng cao bạo kích. Explosion chai. Bao giờ Blasted Missile tăng cường sức mạnh sát thương. Nhìn thêm bà hết. Tăng cường máu tối đa. Đạn thời gian. Thì mỗi kẻ thù thôi, chứ mà bán mỗi kẻ đi thì toàn bộ hết và làm vàng thôi. Biến thành vàng. Bốn nghìn sao hỏi tăng cường máu tối đa. Phi chạy.
Release. Đóng cửa sẽ mệt sát thương. Tăng cường tốc độ tấn công. Warning. Biến thành bà hết luôn. Ultimate Energy Force. Women attack powers. Nâng cao hiệu quả phục hồi. Liên kết lửa cháy. Warning. Biến thành ba. Biến thành ba hết. Super Giant of Fire Power. Nâng cao bạo kích. Super Giant of Fire Power. Warning. Cảnh báo. Thank you.
tăng cường sức mạnh sát thương. Nâng cao hiệu quả phục hồi. Exhaustion sâu vậy. Báo nguy hiểm, báo nguy hiểm, báo cuối cùng. Biến thành vàng hết luôn. Vậy thì chúng ta sẽ kết thúc tạm dừng tại đây. Nếu nào thích video này, hãy đăng ký kênh của mình. Mình sẽ làm video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trên những tập tiếp theo. Tạm biệt. Những loài vi tiên tiếp theo sẽ được ra mắt, đó chính là loài những loài thuộc tính invisible. Bất khả chiến bại invisible. Violet thuộc tính hồi máu. Thunderbolt thuộc tính tiến sấm sét né tránh. Còn lại những thuộc tính với sức tăng sức mạnh của Women. Kẻ thách thức Challenger giảm sát thương nếu như là sử dụng sát thiên vân kết hợp với nhau. Chao ốc sự hỗn loạn, đây là sát thương của nguyên tố, yếu tố của ngọn lửa xoáy mòm hoặc là độc đấy. Phu sai mầm sự trừng phạt. Vượt sâu IBX ánh sáng. Và Edelset hình nhân cao tuổi. Mình sẽ làm như là video tiếp theo cho những ngày này thôi. Bye bye, tạm biệt.